Trước khi ông mất, ông đã nói với gia đình rằng đốt hết toàn bộ các tác phẩm của ba. Nghệ sĩ vậy đó chị. Đôi khi họ rất mở lòng, nhưng mà đôi khi họ chỉ còn một tình tiết nào đó trong cuộc đời họ thì khép lòng lại. Đến lúc bà mất thì bà mới nói với em rằng tao cãi lời ba mày, tao để lại hết toàn bộ. Nếu không được để lại uổng lắm chị anh ơi. Quá nửa thế kỷ rồi, xã hội nó đã đi lên trí tuệ nhân tạo hết rồi, robot hết rồi, mà những vấn đề vẫn còn như vậy. Lúc Lê Khánh nó xây ra khán giả nó là nghệ thuật phải thực và đẹp. Vỗ tay rất dài chị ơi.